Thưa quý vị, trả lời Đài Á Châu Tự Do về sự thích ứng của đường hướng dĩ bất biến, ứng vạn biến trong bối cảnh thực tiễn của xã hội Việt Nam, cũng như trong tương quan giữa Việt Nam và thế giới. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, Nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương, phân tích bằng cách đặt ngay câu hỏi. Cái nội hàm của bất biến của từng cái thời đại hay là từng cái thời gian, không thời gian đó, là nó cũng có một những cái sắc thái khác nhau chứ không thể giống nhau, ngay cái gọi là bất biến. Và vì thế cho nên chúng ta phải xác định cái bất biến hôm nay của Việt Nam là cái gì, và cái vạn biến thì rõ ràng là nó đang khác nhiều so với mấy chục năm trước. Do đó, để lý giải tư tưởng dĩ bất biến ứng vạn biến theo hàm ý của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập, nhà nghiên cứu Khắc Mai cho rằng cần phải hiểu rõ cái bất biến của Việt Nam hiện nay là gì. Đấy, nếu hiểu cái bất biến là giữ cái chế độ toàn trị này thì đấy là cũ rích và sai lầm và thậm chí là phản động. Nhưng mà nếu mà nói là dĩ bất biến tức là cái quyền lợi của dân tộc Việt Nam hiện nay là cái không thể đổi thay. Mà cái quyền lợi ấy hôm nay mình phải hiểu nó là gì? Là một nền độc lập thực sự của dân tộc trong cái tình thế toàn cầu hiện nay. Và cái nền độc lập ấy bảo đảm được rằng anh thực sự là bạn bè của tất cả thế giới. Từ nhận định này, ông cho rằng hiện nay Việt Nam cho dù khẳng định là bạn bè của tất cả, nhưng thực chất chỉ đang theo một ý thức hệ, đó là ý thức hệ Cộng sản Trung Quốc. Ông khẳng định. Thế thì cái anh đã nhầm cái bất biến rồi, anh không hiểu gì cái bất biến cả. Cái bất biến hiện nay là đấy là một nền độc lập. Thực ra từ năm 1945-1946 đã từng tồn tại một nền độc lập ngay trong chính ý thức của thế hệ thanh niên thời đó. Nó thể hiện trong ca từ của bài hát Chiến sĩ của cố nhạc sĩ Văn Cao, đó là lập quyền dân tiến lên Việt Nam. Và cho đến nay, tính kể từ khi đất nước Việt Nam được nhìn nhận là một quốc gia hoàn toàn độc lập từ năm 1975, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai nhìn nhận rằng trong bất biến của nền độc lập ấy vẫn phải có một điều bất biến, đó là lập quyền dân. Hiện nay là cướp quyền dân. Các cái quyền của dân là bị cướp đoạt, chiếm đoạt, thay thế, gọi là đánh tráo khái niệm mà nó không đúng. Cho nên trong cái nền độc lập mới Việt Nam hiện nay, vấn đề lập quyền dân trở thành một câu chuyện lớn, mà đó mới là một cái bất biến, không được thay đổi nó mà phải làm cho nó có nội dung. Đây cũng chính là tư tưởng của hai nhà văn hóa Việt Nam Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu từng nói rằng nếu giành được độc lập mà dân không có quyền thì vô nghĩa. Trở lại với phát biểu của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong bối cảnh vạn biến của thế giới hiện nay, kêu gọi dùng cái bất biến để ứng phó gìn giữ cho môi trường hòa bình, ổn định, liệu có gặp phải những bất cập với cái vạn biến của xã hội Việt Nam hay không? Rõ ràng, theo phân tích của nhà nghiên cứu Khắc Mai, điều Việt Nam đang thiếu đó là quyền dân. Quyền dân hay dân quyền, tức quyền của người công dân một nước và bao hàm trong nhân quyền, tức mọi quyền mà một con người được hưởng. Đó là vấn đề lớn đối với Việt Nam và cũng chính là sự quan tâm của rất nhiều tổ chức giám sát nhân quyền cũng như các quốc gia theo đường hướng dân chủ trên thế giới. Nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Chí Tuyến khẳng định người dân Việt Nam ngày càng hiểu rõ hơn để đứng lên đòi lại quyền cơ bản mà họ đang bị lấy mất. Mà người dân đủ hiểu biết, đủ can đảm và đủ cái gọi là sự trưởng thành về mặt chính trị cũng như là về ý thức của người ta về mặt pháp luật đấy, ta sẵn sàng người ta thử gọi là người ta thách thức, người ta thách thức là cái quyền lực độc tôn bấy lâu nay của Đảng. Thì buộc khi mà người dân càng ngày càng đông, nhiều số lượng càng ngày càng đông, về nhận thức của họ càng ngày càng sâu hơn, tức là họ nâng cao cái trí thức của họ, cái nâng cao cái sự hiểu biết của họ, nhận thức về các cái lợi quyền của họ, thì họ đòi hỏi những cái đó thì nó tạo thành cái áp lực đối với cái nhà cầm quyền của Cộng sản Việt Nam. Và buộc khi có những cái đòi hỏi đó của người dân Việt Nam cộng thêm với lại những cái áp lực về mặt ngoại giao hay là những cái mặt tác động từ phía quốc tế nữa, thì nó buộc nhà cầm quyền của Việt Nam phải dần dần trao lại những cái quyền cho người dân, từ cái quyền nhân quyền cho đến các cái quyền về chính trị hay là các cái quyền về dân sự khác nữa.
Vấn đề ngoại giao được chính ông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà chia sẻ với phóng viên trong nước bên lề hội nghị ngoại giao lần thứ 30 rằng cần phải có sự đóng góp quan trọng trong đối ngoại quốc hội. Hay nói cách khác, sự đóng góp của ngoại giao quốc hội trong tổng thể ngoại giao nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng có nhận định rằng Việt Nam đang rất cô độc và đang đối diện trước sức ép phải cải thiện từ các quốc gia khác. Điều này được sự đồng thuận từ nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến khi ông chia sẻ Việt Nam đang hoàn toàn đơn độc trong mọi khía cạnh, từ kinh tế đến ngoại giao. Nhận định về tư tưởng dĩ bất biến, ứng vạn biến, ứng phó trong tình hình ngoại giao cũng như đối ngoại quốc hội của Việt Nam hiện nay, cụ thể là vụ Trịnh Xuân Thanh cũng như tình hình nhân quyền, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai hoàn toàn không có niềm tin. Ông cho rằng với ý thức hệ như hiện nay, ngoại giao Việt Nam đứng bên ngoài tất cả sự kiện đau lòng trong mối quan hệ quốc tế của dân tộc.